Thì xin mời nhân vật giao lưu trong ngày hôm nay, xin mời bạn Thanh Huyền. Dạ mô Phật. Dạ Huyền cảm ơn thầy ạ. Và Thanh Huyền xin được chào tất cả các quý thầy, xin chào tất cả các quý Phật tử, chào tất cả các bạn. Dạ. Xin chào tất cả các bạn sinh viên trong ngày tu sinh viên tại chùa Hoằng Pháp hôm nay. Và hôm nay chúng ta được giao lưu với một bạn cũng có rất nhiều vai trò, có thể là MC, có khi bạn là người mẫu, có khi bạn là một hoa hậu. Và hiện diện và ngồi kế bên của Tâm Cung đây, xin được giới thiệu một lần nữa với các bạn, đó là bạn Thanh Huyền. Xin cảm ơn mọi người. Mọi người vỗ tay to hơn cho thầy MC được không ạ? Dạ. Rất là tuyệt vời khi mà lâu lâu thì em mới được bỏ nghề một lần để em ngồi đây em chia sẻ với mọi người. Thì rất là cảm ơn tất cả mọi người ngày hôm nay đã đến đây và dành một chút thời gian để lắng nghe Huyền chia sẻ về những cái trải nghiệm của mình. Xin hỏi Thanh Huyền là hôm nay có bao giờ bạn đã từng đến với một ngôi chùa mà có hội chúng đông như vậy không? Dạ, xin cảm ơn câu hỏi của thầy. Mô Phật, thưa mọi người, là Huyền cũng chưa bao giờ mà được ngồi trong một khán phòng như thế này tại một ngôi chùa rất là lớn. Thì đây là một cái niềm mơ ước của Huyền rất là lâu rồi. Thực ra là Huyền đã vinh dự nhận được lời mời của chùa Hoằng Pháp một lần, nhưng mà lúc đó là vì kẹt show cho nên là Huyền đã không thể tham gia được. Thì lúc đó về là buồn lắm luôn thầy. Huyền rất là buồn. Và Huyền cũng có một cái câu hỏi là không biết bao giờ thì mình mới được mời lại. Và gia đình của Huyền thì cũng theo Phật Pháp. Thì mẹ với lại chị hai cũng hỏi là Huyền ơi, nếu như mà em có dịp thì em hãy đến chùa Hoằng Pháp để mà thắp nhang. Thì em cứ nghĩ trong đầu là chắc khi nào mà cái duyên lành hội đủ rồi, cái phần phước của mình mà có thì mình sẽ được về chùa. Thì tự nhiên em nghĩ như vậy, thì tự nhiên 2 tuần sau là có thầy bầu xô. Thì mới liên lạc với lại quản lý của em. Thì lúc đó là mới thông báo cho em là em vui và em mừng mà cũng rất là hồi hộp đó thầy. Rất là hồi hộp. Tại vì khi mà về chùa thì phải đi nhẹ, nói khẽ. Rồi em cũng sợ là nhiều khi mình tới đây, nhiều khi mình không có đủ dùng đủ ái ngữ để mà trò chuyện với thầy với mọi người. Thì ngày hôm nay coi như là một trong những cái cột mốc lớn của cuộc đời Thanh Huyền, một cái ước mơ Huyền đã thực hiện được. Dạ. Phải nói là rất là có duyên luôn. Thanh Huyền, bạn vừa nói là gia đình cũng khuyên bạn tới chùa và bạn cũng mong được một lần tới chùa Hoằng Pháp để thắp nhang, thắp hương. Và khi nãy trước khi mà vào trong pháp đường này đó thì thầy có dẫn bạn Thanh Huyền ra phía trước sân chánh điện và bạn đã thắp lên 3 nén hương và thành tâm và cầu nguyện điều gì đó. Rồi sau đó thầy có dẫn bạn vào trong chánh điện, bạn cũng quỳ xuống chắp tay lễ Phật. Và đây cũng là một cái nhân duyên rất là đẹp, rất là vui với Thanh Huyền. Vậy thì không biết là cảm xúc hôm nay khi Thanh Huyền được lễ Phật, thắp hương và nhất là được gặp rất nhiều bạn trẻ hôm nay tại giảng đường chùa Pháp, cảm xúc của Thanh Huyền là gì? Dạ, thực sự thì Huyền cảm thấy rất là hoan hỷ và mong là mọi người ngày hôm nay mình cũng hoan hỷ như vậy ạ. Mỗi lần mà Huyền có chuyện buồn á thì Huyền cảm thấy là mình chỉ cần thắp một nén hương thôi, mình đi chùa và mình đứng đó, mình nhìn lên tượng Phật, mình nhìn lên tượng của Bồ Tát Quan Âm, là Huyền cũng không hiểu sao là tất cả mọi buồn phiền của mình nó đều tan biến hết.
Ngày hôm nay khi mà về chùa cũng vậy, thường thì mọi người bước chân vào căn nhà của một người nào đó hoặc mình đi thăm họ hàng thì mình sẽ thường là thắp nhang cho ông bà, đúng không mọi người? Thì cái câu đầu tiên Huyền đặt chân vô chùa Hằng Pháp là Huyền hỏi là ngày hôm nay có thể là cho em đi lễ Phật trước được hay không? Dạ, thì Huyền nghĩ là đó là một cái điều cần phải có, và cũng như là một cái cách để khiến cho tâm của mình được bình yên và mình tập trung toàn bộ cái suy nghĩ của mình cho thực tại để mà có đầy đủ cái sự tỉnh thức và chiêm nghiệm để mà có thể nói chuyện với mọi người. Cảm ơn Thanh Thanh Huyền rất nhiều. Và nhờ nhân duyên hôm nay mà Thanh Thanh Huyền đã đến với mọi người. Được biết là Thanh Thanh Huyền đảm nhiệm rất nhiều cái nhiệm vụ với cái vai trò như đã nói là MC nè, người mẫu nè, hoa hậu nè. Vậy thì bây giờ bạn có thể nói theo ngôn ngữ của giới trẻ bây giờ là bạn có thể flex nhẹ, đúng không ạ? Đúng không? Xì tinh quá trời. Cho các bạn sinh viên ở đây biết cách nói, cách dẫn của một người MC như thế nào. Ví dụ như là lời chào hỏi, cách dẫn vào chương trình hôm nay chẳng hạn, để thầy MC có thể học hỏi nữa. Trời ơi, mời em tới chia sẻ chứ đâu có thử thách gì đâu mà tự nhiên thử thách bất ngờ quá trời. Dạ mọi người, thực ra là người ta nói là khi mà Huyền dẫn một cái chương trình nào đó thì Huyền sẽ dựa vào cái ngữ cảnh để mình điều chỉnh cái tác phong cũng như là về trang phục hay là về ngôn ngữ, về giọng điệu của mình. Thì ngày hôm nay là mình đang ở chùa thì cái phong cách nó cứ chùa chiền lên một chút xíu. Thì trước khi em tới đây thì thực sự là em cũng đã có một cái bản ghi chú á thầy. Tại vì em cũng không biết là mình có dùng đủ những cái từ mà thể hiện cái sự thành kính hay không. Ví dụ bây giờ tạm thời trong vòng gần một phút đi, thì Huyền và Tâm Cung sẽ đổi vai cho nhau. Ví dụ hôm nay Huyền sẽ giới thiệu Thanh Huyền. Ví dụ như hôm nay Huyền sẽ đóng vai là thầy và Huyền sẽ nói là xin giới thiệu bạn Thanh Thanh Huyền gì đó đến với chùa Pháp gì đó. Dạ được. Xin mời. Đó. Vậy em mời thầy đi vô trong chuẩn bị nha. Xin được trân trọng kính chào tất cả quý thầy và quý Phật tử đang được hiện diện trong hội trường ngày hôm nay. Xin chào tất cả quý vị ạ. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay duyên lành hội đủ, chúng ta có phần phước để về đây, để đến với chùa Hằng Pháp với khóa tu sinh viên hướng về Phật Pháp. Và thưa quý vị, trong chương trình Người truyền cảm hứng ngày hôm nay, xin quý vị hãy cùng dành một tràng pháo tay thật lớn để chào đón nhân vật của chúng ta, thầy Tâm Cung. Dạ xin chào Thanh Huyền. Hình như hôm nay chương trình nó có sự thay đổi. Dạ thầy thấy vậy được không thầy? Dạ quá được ạ. Rất là cảm ơn đã cho thầy MC học hỏi. Dạ xin cảm ơn. Thanh Thanh Huyền bén duyên với nghề MC từ khi nào vậy? Dạ, xin cảm ơn câu hỏi của thầy. Huyền đến với lại nghề MC từ khi mà còn rất là nhỏ. Thì ngày nhỏ Huyền được cha mẹ cho tham gia cực kỳ nhiều những cái hoạt động. Và trong đó là có tham gia và múa hát ở tại nhà văn hóa thiếu nhi. Thì cứ mỗi cuối tuần thì đài truyền hình sẽ có những cái chương trình thiếu nhi đưa những cái bạn mà học sinh sinh hoạt trong nhà văn hóa thiếu nhi để đi quay những cái chương trình mà dạy hát cho thiếu nhi, rồi biểu diễn những cái bài hát thiếu nhi. Thì Huyền là nằm trong cái nhóm đó. Thì Huyền nghĩ là mình rất là may mắn khi mà có những cái phép màu xảy ra trong cuộc đời của mình. Đó là một cái lần Huyền đi quay thì Huyền đang ngồi nghỉ ở công viên bờ biển. Thì mọi người, thầy là cũng là cùng quê với Huyền mọi người. Ở đây có ai đến từ Khánh Hòa không ạ? Nha Trang, Khánh Hòa. À, đã có những cánh tay ở đây. Là mọi người biết quê Huyền có một đường biển rất là dài. Thì buổi tối là sẽ thường có những cái đôi ra đó để tâm sự. Nhưng buổi trưa là có rất là nhiều người ra đây đã hóng mát và đặc biệt rất là đẹp, là dùng để quay phim và giới thiệu cái danh lam thắng cảnh của địa phương. Thì Huyền đang ngồi nghỉ như vậy thì có một cái cô ở trong đoàn, cổ tiến tới và cổ đưa cho Huyền một cái bài thơ, và không phải chỉ mình Huyền đọc mà tất cả các cái bạn nhỏ sinh hoạt trong câu lạc bộ thiếu nhi đều đọc. Thì Huyền cũng vô tình Huyền đọc thôi, Huyền đọc theo cảm nhận của Huyền thôi. Thì khi mà đọc xong thì cô có xin số điện thoại của mẹ Huyền. Và một tháng sau
thì Huyền nhận được một cuộc điện thoại từ đài truyền hình và nói là Huyền đã được trúng tuyển vào đài làm phát thanh viên nhí. Đó là năm mà Huyền học lớp 4. Huyền học lớp 4 là bắt đầu là làm phát thanh viên. Rồi sau đó thì mới chuyển sang làm những cái chương trình về thực tế. Thì Huyền cũng không phải là một người mà học chuyên nghiệp về MC, nhưng mà mình học từ chính cái trải nghiệm và cái công việc của mình. Thì Huyền đã làm MC từ hồi đó cho đến nay. Và hơn nửa cuộc đời gắn bó với cái công việc này. Thực ra thì khi mà Huyền kể câu chuyện này thì rất nhiều người sẽ nghĩ đó là một cái phép màu, giống như là mình trúng số độc đắc. Nhưng mà khi mà Huyền nghĩ lại thì Huyền cảm thấy là những cái cơ hội nó sẽ tới một cách bất ngờ. Mà nếu như mà lúc nào mình cũng hết mình, ví dụ như khi mà Huyền đọc bài thơ đó, Huyền đọc một cái cách rất là hời hợt, thì chắc chắn là sẽ không có Huyền như bây giờ và được ngồi đây. Nên là mọi người, cho dù là các bạn đang làm công việc gì, full time hay là part time, những cái công việc mà nhỏ nhất, nhưng mà mình để tâm vô đó một chút xíu thì mình sẽ nhận được những cái kết quả vượt trội. Và không biết là đôi khi nó sẽ đưa mình tới những cái ngã rẽ nào đó mà đầy cái sự thành công ở đó. Sau khi mà nghe Thanh Thanh Huyền chia sẻ thì cảm thấy Thanh Thanh Huyền có cái năng khiếu về cái nghề MC này. Vậy thì cái quá trình mà từ nhỏ đó cho tới lớn lên, thì cái quá trình mà để mình hoàn thiện hơn trong cái nghề MC của mình á, là Thanh Huyền có phải cố gắng nhiều lắm hay không? Hay là mình cũng cứ như vậy rồi mình phát huy lên thôi? Và nếu mà có phấn đấu thì cái quá trình phấn đấu đó có gian nan không, và nó như thế nào? Dạ, xin cảm ơn câu hỏi của thầy Mô Phật. Dạ, mọi người ơi, Huyền nghĩ là tất cả một cái môi trường mình làm việc thì ở đâu cũng đều có cái sự khó khăn và ở đâu cũng đều có cái sự cạnh tranh. Nhưng mà Huyền nghĩ tất cả những cái điều này nó cho mình những cái động lực để mà mình cố gắng và mình hoàn thiện hơn. Thì lúc đầu thì Huyền cũng đi làm MC đài phát thanh như vậy, là cứ Huyền nhớ là một tuần là sẽ có một buổi tối thứ năm là Huyền sẽ lên đọc những cái chương trình kể chuyện đêm khuya rồi diễn kịch ở trên cái sóng FM. Sau đó lớn hơn một xíu thì Huyền bắt đầu làm những cái chương trình về du lịch. Và cái khoảng thời gian mà Huyền thấy Huyền mình được trải nghiệm nhiều nhất, mà gặp nhiều người nhất, mà cũng là cực khổ nhất, là khi Huyền được làm chương trình S Việt Nam, là đi khắp Việt Nam của mình. Lúc đó có những cái khoảng thời gian mà mình sống ở trên nhà sàn của người đồng bào, rồi có những cái vùng mà mọi người biết không có nước để sinh hoạt. Rồi có những cái ngày Huyền cũng lang bạt kỳ hồ, cũng ăn cơm đường, cháo chợ. Rồi tại vì những cái chương trình như vậy thì thường là cũng sẽ không có nhiều kinh phí cho MC, mà sẽ tuyển những cái bạn trẻ mà thích khám phá, thích học hỏi. Và nó giúp cho Huyền vượt qua rất là nhiều những cái nỗi sợ. Ví dụ như có một lần Huyền làm MC giữa 500 con khỉ, là trên đảo khỉ á mọi người. Đó là thả Huyền ở giữa một cái bầy khỉ như vậy để mà Huyền giới thiệu về cái đảo khỉ. Mà Huyền là một người rất là sợ. Thì tự nhiên dẫn xong một cái chương trình thì mình cảm thấy là mình không có sợ khỉ nữa, không sợ động vật nữa. Hay là bây giờ có bỏ mình vô một cái hoàn cảnh sống mà có khó khăn như thế nào thì mình cũng sẽ vượt qua được, bởi vì là mình đã có cái sự trải nghiệm. Thì bây giờ nhìn lại thì em lại không thấy em khổ, em không thấy em gian nan. Lúc đó thì thấy mình khổ, lúc đó thì thấy là cực thiệt. Nhưng mà khi mình vượt qua rồi thì mình thấy là tất cả mọi việc nó rất là bình thường. Và mình cảm thấy là những cái gì mình có bây giờ là quá là sung sướng. Thật sự là tốt hơn rất là nhiều. Và sau đó thì bắt đầu Huyền mới thử tham gia những cái công việc khác. Ví dụ như em có từng làm DJ. Promotion girl, những cái bạn mặc áo dài mà đứng ở sự kiện đó. Rồi làm người mẫu. Và rất là nhiều những cái công việc khác, ví dụ như liên quan tới nghệ thuật, đi đánh nhạc cụ dân tộc. Không phải Huyền nói ở đây để mà Huyền flex cho các bạn, nhưng mà Huyền mong là mọi người phải thử sức. Mọi người cứ thử sức đi, rồi mọi người sẽ tìm kiếm được một cái công việc nào mà mọi người thấy là đúng với mình nhất.
Ví dụ như Huyền trải nghiệm qua thì Huyền cảm thấy là mình là MC là mình thấy thích nhất, mình đam mê nhất. Rồi sau này thì bắt đầu đi thi nhan sắc. Và lúc mà mới vô Sài Gòn thì em không có show đâu thầy. Dạ, nhiều khi ở nhà cả tháng đi học mà không có một cái show nào. Lúc đó thì em cũng trải qua một cái cuộc khủng hoảng là bây giờ phải làm sao để mà tìm kiếm công việc cho mình. Rồi làm sao để mà mình có được một cái người quản lý tốt. Rồi công ty quản lý là như thế nào. Thì cũng có những cái khoảng hành trình rất rất là gian nan. Rồi đến khi mình có show, nhưng mà làm sao để mà mình tạo được cái điểm đặc biệt riêng cho mình. Thì tất cả cái đó là những cái sự tìm tòi để mà ngày hôm nay có thể chia sẻ với mọi người. Dạ. Yeah. Cảm ơn Thanh Thanh Huyền với câu trả lời vừa rồi. Giống như trong cuộc sống, khi chúng ta nghe một bản nhạc thì lúc nào cũng sẽ có những nốt thăng và sẽ có những nốt trầm. Cũng như thế, khi chúng ta đi trên đường, không có đoạn đường nào là bằng phẳng tất cả từ đầu tới cuối. Giống như đoạn đường các bạn từ nhà các bạn có thể tới chùa Hoằng Pháp, thì khi vào tới chùa Hoằng Pháp có thể là đoạn đường nó sẽ bằng phẳng hơn, nhưng mà đi trên đường chúng ta sẽ gặp những cái nơi xây dựng thì sẽ là có những cái lô cốt, có nghĩa là những đoạn đường cũng gồ ghề, gập ghềnh và không bằng phẳng. Cũng như vậy, cuộc sống của chúng ta sẽ có những lúc thăng và trầm. Chúng ta có thể nhẹ hơn, đó là những stress do công việc, do học hành, với những chuyện không như ý mang lại. Vậy thì khi mà gặp những khoảng thời gian mà stress như vậy đó, thì Thanh Huyền sẽ làm gì để relax the mind, relax cái the mind của mình đó? Wow, tây quá trời. Dạ, khi mà stress đó, thì Huyền có những cái cung bậc về stress khác nhau. Những cái biến cố mà lớn nhất trong cuộc đời của em thì Huyền tìm tới đạo Phật. Và lúc đó thì ở nhà thì mình niệm chú Đại Bi. Và Huyền cũng có một cái chiếc chuông xoay ở nhà, để mà khi nào mà mình stress quá, mình muốn là được bình an, mình muốn calm lại, thì mình sẽ ngồi thiền và mình sẽ xoay chuông. Đồng thời là đặt ra những cái kỷ luật. Bởi vì là khi mà mình stress mà mình bỏ mặc bản thân của mình là mình sẽ đi xuống rất là nhanh, về cả thể chất, về cả nhan sắc, về cả tinh thần. Và Huyền có những cái kỷ luật. Như bây giờ thì chắc chắn là sẽ phải tập thể dục, dạ, và chơi thể thao. Và Huyền nghĩ là mỗi người chúng ta sẽ có những cái sở thích riêng, để mà khi mình thực hiện cái điều đó thì mình sẽ tách biệt hoàn toàn với cái thế giới bộn bề ngoài kia. Một vài gợi ý cho các bạn nữa ở đây là bạn nào thích cắm hoa giống như Huyền không? Huyền là một người rất là thích cắm hoa. Như Huyền cũng vừa mới đăng ký theo học cắm hoa Nhật Bản, Ikebana. Và Huyền nghĩ là một người mà có một cái sở thích, rồi có một chút kỷ luật trong cuộc sống. Ví dụ như là mình kỷ luật bản thân của mình là sẽ phải tập thể dục mỗi ngày, hay là mình sẽ cố gắng là mình ăn uống một cách điều độ. Hoặc là mình cũng tập là ví dụ như là mình là một người thức khuya đi. Ví dụ như hôm nay mình thức 1 giờ thì mình cố gắng ngày mai mình đi ngủ sớm hơn một chút xíu. Thì những cái nhỏ nhỏ như vậy nó sẽ mang lại những cái thói quen tốt trong cuộc sống của mình. Và để mình biết là cho dù mình có stress cỡ nào đi chăng nữa, mình cũng không bỏ mặc bản thân. Dạ. Yeah. Còn stress thì Huyền nghĩ là tất cả ai cũng đều có, kể cả là những cái người mà họ giàu có hay thành công nhất, hay là những người trẻ như Huyền và mọi người, thì ai cũng có stress. Nhưng mà quan trọng là mình giải tỏa được nó, và mình kiềm chế nó như thế nào, và mình điều khiển cái cảm xúc của mình như thế nào, thì cái này nó sẽ quyết định là cuộc sống của mình có bình an hay không. Dạ. Yeah. Lâu đó trên mạng, cách đây nhiều năm, có một câu nói khá là viral: trứng rán cần mỡ, bắp cần bơ, nhưng mà cuộc sống thì phải cần có phương châm. Vậy thì có những câu nói nào sẽ là động lực và phương châm cho Thanh Huyền? Những triết lý nào sẽ là động lực cho Thanh Huyền trong cuộc sống? Cảm ơn câu hỏi của thầy.
Về phương châm của cuộc sống thì chắc là mỗi người trong mỗi thời điểm, mỗi giai đoạn cuộc sống thì họ sẽ có những cái phương châm, những cái chiêm nghiệm khác nhau. Tuy nhiên, là một người mà đã mất đi người thân, cũng có những giai đoạn làm ăn không tốt, hoặc là trải qua những cái biến cố tình cảm, ví dụ như Huyền, thì Huyền cảm thấy là Huyền rất là tâm đắc những cái điều mà Huyền đọc được từ một cái cuốn sách. Là cứ mỗi lần mà Huyền có một cái biến cố lớn hoặc là quá căng thẳng thì Huyền sẽ đọc cái cuốn sách này, giống như là để nhắc nhở bản thân của mình. Và Huyền cũng, ngày hôm nay Huyền cũng có mang đến đây, tại vì Huyền cũng mới vừa đọc lại là không diệt, không sinh, đừng sợ hãi. Ở đây có ai đọc cuốn này giống như Huyền không ạ? Có ai đọc không ạ? Dạ. Mỗi lần mà Huyền đọc cuốn này thì Huyền thấy là cái việc mà sinh tử nó chỉ là một cái biểu hiện của nhân duyên thôi. Vậy thì một cái người nào mà rời bỏ cuộc đời của mình á, thì Huyền tin là mình sẽ gặp lại họ ở đâu đó. Điều này giúp mình cảm thấy bình an hơn. Hay kể cả là trong những cái mối quan hệ tình cảm, khi mà ở bên cạnh một người quá là lâu rồi mà bỗng một ngày nào đó người ta rời xa mình, hay là Huyền cũng có những cái người bạn tự nhiên đến một ngày mình và họ tự nhiên xa cách với nhau, xong rồi cả hai không có nói chuyện nữa. Đôi khi cũng không phải vì cái lý do gì nó rõ ràng, mà tự nhiên đến một cái thời điểm giống như là mình đôi khi cái tần số nó không có còn trùng khớp với nhau nữa. Thì Huyền cũng không có đặt ra câu hỏi vì sao mà mình lại chấp nhận là đôi khi cái sự hiện diện của họ trong đời sống của mình nó sẽ được biểu hiện ở trong những cái mặt khác. Và biết đâu mình sẽ gặp lại họ ở một nơi nào đó. Thì em luôn suy nghĩ là sống trọn vẹn từng giây phút, vì em không biết là ngày mai em còn có được cái hơi thở này hay không, ngày mai còn được làm MC hay không, ngày mai còn được gặp mọi người hay không. Nên mỗi giây phút mình sống trọn vẹn thì mình sẽ cảm thấy rất là bình an, vì mình đã làm hết sức có thể của mình rồi. Hồi nãy Thanh Huyền có nói một cái ý mà Tâm Cung cũng cảm thấy hay đó, là trong cuộc sống của mình có những mối quan hệ từ trước, và đến một cái giai đoạn thì tự nhiên cái mối quan hệ đó nó không có tiếp tục nữa, nó sẽ thay đổi. Điều này làm nhớ tới một cái bài hát của anh Lê Hiếu. Anh Lê Hiếu có cái bài hát là Ai Rồi. Đúng rồi, Ai Rồi cũng khác. Thì Thanh Huyền có sợ một ngày nào đó người ta sẽ quên mình hay không? Và người ta ở đây là mọi người nè, chất lượng fan của mình nè. Khi mình lớn lên mình thay đổi, và không chỉ mình thay đổi mà người ta cũng thay đổi nữa, thì Thanh Huyền có sợ một cái điều là người ta quên mình đi hay không? Xin cảm ơn câu hỏi của thầy. Huyền nghĩ là việc là mình bị lãng quên, nó là đường hai chiều. Có thể là đến từ mọi người, nhìn từ phía mọi người về mình, và nhìn từ phía mình về mọi người. Nếu mà mình đặt cái tâm mình về mọi người, thì Huyền nhớ tới một cái câu nói rất là hay của thầy Thích Nhất Hạnh. Thực ra là có được in trong cái trang cuối của cuốn này. Đó là thấu hiểu nỗi đau của người khác cũng là một dạng yêu thương, là một món quà rất là lớn mà mình có thể trao tặng cho họ, là một tên gọi khác của yêu thương. Vậy thì nếu mà không thể thấu hiểu thì mình không thể yêu thương. Nếu như một ngày nào đó mà mọi người không có nhớ Huyền nữa, thì Huyền đặt mình vào trong mọi người, có lẽ là cuộc sống của mọi người bận rộn quá, hoặc là mọi người đang tìm kiếm một cái điều gì đó, là mà Huyền đang thấu hiểu mọi người. Huyền luôn mong muốn là sẽ được thấu hiểu tất cả những vị khán giả lắng nghe, xem tất cả những người theo dõi Huyền, họ đang có những cái trăn trở gì trong cuộc sống. Và nếu như mà Huyền cũng như vậy thì mình sẽ đồng hành cùng với nhau. Còn nếu mà nhìn từ phía bản thân của Huyền thì cái nỗi sợ lớn nhất của Huyền là quên mất bản thân của mình.
Huyền sợ một ngày Huyền không biết mình muốn gì, Huyền không biết mình mơ ước điều gì, mình không biết là lý do vì sao mình tồn tại trên cuộc đời này. Thì cái đó là cái nỗi sợ lớn nhất của Huyền. Nhưng mà chính là vì mình có cái nỗi sợ đó cho nên là mình cũng nhắc nhở bản thân là mình phải trân quý cái phước phần mà mình đang có, để mình làm sao mà mình cố gắng hơn. Và nếu như mà một ngày nào đó Huyền không làm những công việc mà Huyền đang làm nữa, hoặc là Huyền cố tình chạy trốn, thì có thể là vì mình tìm thấy bản thân mình hạnh phúc ở một bình diện khác. Dạ, nên Huyền không sợ mình bị lãng quên, mà Huyền thấu hiểu cho mọi người và cho bản thân của mình. Và trong rất nhiều sự lựa chọn, hy vọng là chúng ta chọn được bình an. Thiền sư Thích Nhất Hạnh để lại trong lòng của chúng ta rất là nhiều cảm xúc. Thiền sư Thích Nhất Hạnh đã có nhiều câu nói mà làm mình phải suy nghĩ và mình có thể đem ra ứng dụng và áp dụng trong cuộc sống này. Ví dụ như có một cái câu là: có một thứ có thể đưa chúng ta đi qua những ngày giông bão của cuộc đời, đó chính là lòng từ bi. Và Thiền sư Thích Nhất Hạnh Ngài cũng có nói thêm một câu nữa: ta có là ta, ta mới đẹp. Vậy thì khi chúng ta đi trong cuộc đời này cảm thấy chơi vơi, chênh vênh, lạc lõng, có nghĩa là chúng ta đang không có được những sự bình an. Vì vậy, như Thanh Huyền đã nói, Thanh Huyền đã trải nghiệm những thanh âm của cuộc sống, và Thanh Huyền mới chúc các bạn là chúng ta hãy có đủ sự bình an để đi trong cuộc sống này. Vậy thì Thanh Huyền nghĩ như thế nào về một bộ phận số ít giới trẻ hay có cái tính mà tự ái và dễ tổn thương đó, thì Thanh Huyền nghĩ như thế nào? Thực ra thì em thấy cái tính tự ái và dễ tổn thương á là tồn tại ở rất nhiều lứa tuổi luôn, chứ đâu phải là chỉ có người trẻ đâu, đúng không mọi người? Những người lớn họ cũng nhiều khi là lớn lắm luôn á, mà làm ông làm bà rồi, lập gia đình rồi vẫn còn cái tính tự ái và dễ tổn thương. Chỉ có điều là Huyền thấy là ở các bạn trẻ có một điều mà mình phải học hỏi các bạn á, là các bạn rất là ham học hỏi, tìm hiểu những cái mới và đầy nhiệt huyết trong cuộc sống. Cho nên là vì cái điều đó, cho nên đôi khi có những cái không như ý mấy bạn mong muốn thì sẽ khiến cho các bạn trở nên nhạy cảm. Thì Huyền nghĩ là ở lứa tuổi nào thì mình cũng nên học một cái cách, đó là quản trị cảm xúc của mình. Và cái điều này nó sẽ khiến cho bản thân của mình được thành công hơn. Ví dụ như là Huyền cũng đã từng va vấp, cũng có những cái lần mà Huyền cũng cảm thấy tổn thương, cũng tự ái, cũng mong muốn là viết lên mạng xã hội, nói những cái điều mà Huyền không thích. Hoặc là thậm chí là khi mà ngày mình còn đi học, cũng có những cái người bạn xung quanh họ làm cho mình buồn, đúng không? Mình có thể buông ra những cái lời mà làm đau họ. Nhưng mà sau này Huyền nhận ra một cái rất là hay là đôi khi những cái người đó sau này họ lại là đồng nghiệp của mình mọi người, họ lại là sếp của mình. Ví dụ như có những cái nhãn hàng mà mình sử dụng sản phẩm của họ chẳng hạn, mà đôi khi họ ví dụ không tốt hay là có những cái điều mà mình chưa ưng ý, thì sau này họ quay lại là họ lại khách hàng của mình. Như vậy thì mình quản trị cảm xúc và mình thể hiện cái sự không hài lòng của mình một cách tích cực thì nó sẽ mang lại những cái hiệu quả bất ngờ. Ví dụ như mình lựa lời mình nói, hay là mình có những cái cách góp ý mà nhẹ nhàng, mà lịch sự, một cách xây dựng, thì nó sẽ rất là hiệu quả. Và cái điều này thì Huyền cũng rất là sợ làm tổn thương người khác. Như Huyền có một bạn trợ lý,
tự nhiên đến một ngày bạn đã block Huyền mọi người. Huyền không biết tại sao là bạn chỉ để lại một dòng tin nhắn là em không làm việc nữa. Rồi xong rồi cái tự nhiên cứ như vậy mà biến mất khỏi cuộc sống của mình luôn. Mà trong khi là bạn có qua nhà nấu cơm cho Huyền, hai chị em rất là thân, cùng nhau đi dạo, làm việc cùng với nhau. Thì Huyền cũng không biết là bạn đã gặp cái vấn đề gì ở trong cuộc sống của mình. Và Huyền cũng đặt câu hỏi ngược lại là mình có làm gì cho bạn bị tổn thương hay là tự ái không ta? Hay là mình làm cái gì chưa tốt ta? Mà sau này thì Huyền vô tình gặp lại bạn ở phòng gym. Và Huyền thấy bạn là một người đang rất là yêu đời. Lúc đi làm với Huyền thì bạn lại không có nhiều cái thời gian để mà đi gym hay là chăm sóc cho bản thân của mình. Thì Huyền cảm thấy hạnh phúc cho bạn, và lúc đó hai chị em vẫn chào nhau. Rồi sau này thì bạn vẫn like hình của Huyền, bình thường hóa quan hệ. Dạ. Thì em nghĩ là đôi khi người trẻ sẽ dễ nhạy cảm. Nếu mà họ biết quản trị cảm xúc của mình tốt hơn thì họ sẽ không làm chính bản thân mình và người khác tổn thương. Dạ. Và cái sự nhạy cảm nó cũng giúp cho mình khéo léo hơn ở trong cách ứng xử. Nhưng mà nó cũng đồng thời là dễ làm đau mình. Cho nên là mong mọi người nếu mà có một cái gì đó xảy ra thì mọi người hãy luôn hướng về cái sự tích cực. Lỡ mà có overthinking thì nghĩ thôi. Mà thôi kệ đi. Phiên phiến cho nó qua, vui vẻ, hoan hỷ, thank you. Có những người trong cuộc đời này họ hơi là overthinking. Mà cái chữ ngày xưa đó, cách đây mà hơn 10 năm về trước đó, chúng ta nói là cái dạng người hay suy diễn. Đôi khi người ta gặp mình, người ta chỉ có một cái ánh mắt nó không được thiện cảm. Có thể là hôm đó người đó mới ngủ dậy thì sao? Cái bắt đầu mình suy diễn nha. Ủa nay mặt mình có dính gì không? Hoặc là hôm qua mình có nói gì với nó không? Mà sao hôm nay cái ánh mắt nó nhìn mình kỳ quá. Và chỉ một lần, ví dụ như trong một cái chuyến đi đó, cái này là kinh nghiệm thực tế nha, trong một chuyến đi đó có những người cùng đi chung với nhau, thường á là mình sẽ bắt chuyện với bạn A đó trước. Nhưng mà hôm nay trong chuyến đi gặp nhau thì mình lại có một kế hoạch, một câu chuyện khác với bạn B. Nhưng mà mình tính nói với bạn B chuyện này nhiều lắm rồi mà quên. Cái hôm nay gặp bạn B cái mừng quá, nhớ ra cái nói cái câu chuyện đó với bạn B trước. Thì bạn A hơi xui một cái là bạn A bị overthinking. Bạn A hỏi sao mà nay nói chuyện với B trước ta, mình có làm cái gì sai không, hay là ủa, hay là hai cái người này đang có bàn tính gì để cho mình ra rìa. Thì overthinking nó được diễn tả trong một cái bài kinh, trong một câu chuyện trong kinh á, nó giống như vậy nè. Có hai chú cháu đó cùng đi tu, và người chú á là đi tu trước nên người chú sẽ là sư phụ của người cháu, có nghĩa là người chú là người thầy của người cháu đó. Khi mà đi tu á thì hôm đó cái vị thầy đó, mình gọi là vị thầy, vị đệ tử ha, vị thầy ngồi đây, vị đệ tử đứng sau cầm cái quạt, quạt cho vị thầy. Thì trong lúc mà quạt á, cái vị đệ tử này đứng thì suy nghĩ là trời, mình tu vậy rồi chừng nào mới tới cái lúc mà người ta quạt cho mình đây. Rồi giờ sao ta, tu giờ mình tu vậy cũng khó khăn quá rồi, không biết là có thành công gì không, hay thôi bây giờ mình để dành ít tiền, mình ra ngoài mình sắm một đàn lợn đi. Mình sắm lợn xong rồi mình chuyển qua, có tiền mình mua một đàn dê, con đàn dê xong rồi mình có thể lấy thịt dê, sữa dê đi bán. Bán có tiền cái mình mua một đàn bò, mà đàn bò nó nhiều tiền hơn. Do đó là cái đàn bò này khi mà mình
lấy sữa bò, lấy thịt bò đi bán thì mình sẽ có tiền để mình xây nhà. Xây nhà xong tiền mình để dành, mình để dành mình lấy vợ, mình sinh con, rồi mình lại nuôi tiếp một cái đàn gà nữa. Ồ, một đàn gà, rồi vợ mình sẽ, gà nó đẻ trứng nè, vợ mình bưng cái rổ trứng nó đi ra chợ bán nè. Rồi thấy cái cảnh vợ bưng rổ trứng đi bán mà cầm rổ trứng đi sao vấp cục đá té, cái là mình cầm cây mình gõ lên đầu vợ, có nhiêu đó mà không cẩn thận nữa. Cái thầy mở mắt ra, con không có đánh trúng bà vợ của con đâu, mà con đánh trúng cái đầu trọc của ta nè. Thanh Huyền có cái nhìn như thế nào về cái lý tưởng cuộc sống mà hướng tới của Thanh Huyền là gì ta? Hướng tới điều gì ạ? À, giống như tương lai á, mình sẽ hướng tới, mình định hướng như thế nào cho tương lai á? Dạ, em muốn trong tương lai mình là một người tự do trong rất nhiều sự lựa chọn, tự do trong cuộc sống, tự do về tài chính, có thể sống được ở nơi nào mà mình thích, có thể được đi khắp mọi nơi để gặp mọi người, để dẫn chương trình. Em luôn hướng bản thân mình tới cái điều đó. Tết năm ngoái thì em không được ăn Tết ở Việt Nam, nhưng mà Tết năm nay được về ăn Tết ở Việt Nam thì em mới thử ngồi em tính là xem cuộc đời của mình từ đây đến cuối đời là còn được bao nhiêu lần ăn Tết với ở quê, với ba, với mẹ. Đặc biệt là với ba mẹ thì em nhận ra là không có quá nhiều lần đâu. Ví dụ như bây giờ ai mà ở xa quê một năm về quê khoảng 2-3 lần thì mọi người đếm thử là mình còn bao nhiêu lần gặp cha, gặp mẹ. Cho nên hỏi về điều mà em mong ước nhất thì em mong ước là nhân duyên của cha mẹ ở cái kiếp sống này nó được kéo dài, và mong ước là mình có được cái sự tự do để lúc đó mình có thể dành nhiều thời gian hơn cho gia đình. Trong đạo Phật, Đức Phật cũng dạy là một con người mà chúng ta thoát ra được những cái ràng buộc của đau khổ, chúng ta là người có tự do lớn. Và trong kinh hay gọi là người đại tự tại. Đó cũng là một cái quan điểm rất là hay nghe từ Thanh Huyền. Vì rất ít các bạn có cái mong muốn của mình là tự do. Các bạn sẽ mong muốn tương lai mình nhiều tiền hơn, có thể có một người vợ, người chồng, một người bạn trai, bạn gái mới đẹp hơn người hiện tại. Và đôi khi mình còn mong mình có nhiều tiền nữa. Nhưng mà đạo Phật thì không nói như thế. Vậy thì cái nhìn của Thanh Huyền về đạo Phật như thế nào? Xin cảm ơn Thầy ạ. Đạo Phật đóng một vai trò rất là quan trọng trong đời sống của Thanh Huyền. Và Huyền nghĩ là đạo Phật có một sức ảnh hưởng lên rất là nhiều người, và trong đó là có gia đình của Huyền. Bởi vì Huyền còn nhớ cái lần đầu tiên mà mình được nghe giảng, được nghe thuyết pháp, đó chính là bài giảng Bóng Mây, cũng tại chùa Hoằng Pháp, do thầy Thích Thiện Thuận. Huyền nhớ là lần đầu tiên Huyền nghe cái bản đó là Huyền khóc như mưa luôn. Và đó là được bà ngoại của mình cho nghe. Thì ngày Huyền không hiểu sao là bà ngoại có hai lần chuyển nhà mà lần nào cũng ở gần chùa hết. Cho nên là đã được bà cho đi chùa từ nhỏ. Và em còn nhớ là năm em học khoảng lớp 3. Dạ. Là vì lúc đó là ngày nào cũng đi lên ăn cơm chùa, thấy cơm chùa ngon quá, đặc biệt là cái món mít kho. Thầy có ăn mít kho bây giờ chưa thầy? Không những ăn mà cũng có thể làm mít kho nữa. Ôi trời ơi, quá tài năng rồi. Dạ. Dạ, thì lúc đó là ngày nào cũng lên chùa được ăn cái món nó rất là ngon, rồi thấy sao mà ở chùa vui quá, bình an quá, hạnh phúc. Là em có chạy về xin bà ngoại với mẹ là cho đi tu. Dạ. Lúc đó là mới có 9 tuổi thôi mọi người, là Huyền đã chạy về xin mẹ với bà ngoại đi tu. Thì mẹ và bà ngoại không cho. Thì nghĩ đó là vì là mình là con nít thôi, mình
mơ ước nhất thời thôi, nên mẹ với Huyền không cho. Nhưng Huyền nghĩ là nếu mà lúc đó mẹ bà ngoại cho á, thì có lẽ là cuộc đời Huyền cũng rẽ sang một hướng khác. Nhưng Huyền tin là nó cũng hạnh phúc, có khi là hạnh phúc hơn bây giờ. Cho nên đối với Huyền, khi mà nhìn về đạo Phật thì Huyền nghĩ là đạo Phật luôn hướng bản thân chúng ta tới cái chữ là bình an. Và giống như là một người á, khi mà họ đi trên một cái chặng hành trình hay là một cái con tàu đi trên biển, đúng không, thì sẽ luôn cần một cái la bàn. Thì Huyền nghĩ đạo Phật giống như là một monitor. Giống như là khi mà mình có một cái nền móng vững chắc, tâm của mình luôn hướng về Phật, thì mình sẽ cảm thấy là những cái sự lựa chọn ở trong cuộc đời của mình nó trở nên chắc chắn hơn, nó trở nên được bình yên hơn, và nó hướng mình tới những cái hướng đi đúng. Cứ mỗi lần cảm thấy là trong lòng mà có một chút vướng bận là cứ đi thắp nhang thôi. Hoặc là đôi khi là ban đêm á, mà nhiều khi nói đâu có xa mọi người. Huyền là chuyên môn phải đi công tác, rồi đi dẫn chương trình ở những cái tỉnh rất xa, mà đôi khi không có ekip đi theo, ngủ buổi tối rất là sợ ma. Không biết lúc đó không biết gọi ai, giờ gia đình ngủ hết trơn, đâu còn bạn bè ai đã gọi. Lúc đó em niệm Phật, thầy ơi, em cứ Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, tự nhiên ngủ lúc nào không hay. Cho nên là em thấy là đạo Phật hiện diện ở trong đời sống, trong mỗi cử chỉ, hành động của chúng ta mỗi ngày. Dạ, đôi khi là về trân quý những cái ngay trước mắt thì cũng là mình đang tu tập rồi, đúng không thầy? Dạ, yeah. Cảm ơn Thanh Huyền. Ai sẽ là người truyền động lực cho Thanh Huyền nhiều nhất? Xin cảm ơn thầy. Ở thời điểm hiện tại thì có ba người phụ nữ mà truyền cảm hứng cho Huyền nhiều nhất. Về ba phương diện. Thứ nhất là về kinh doanh. Thứ hai là về tài năng, cách quản lý thời gian. Và cái thứ ba là về sự bình an. Nếu mà nói về tài năng thì Huyền đang rất là thần tượng một người có tên là Bridget Mendler. Bridget Mendler là một Disney star, một công chúa Disney, một ca sĩ, là một người có bằng tiến sĩ của Harvard, MIT. Và đồng thời là cô này vừa mới khởi nghiệp với một công ty vũ trụ, tức là chuyên nghiên cứu về vũ trụ, về spacecraft, về các hành tinh, và đồng thời cũng là một người mẹ. Đại khái là một cái hình tượng mới về một người phụ nữ thành công trên thế giới. Thì khi mà Huyền nghe tới cô này thì Huyền cũng đặt ra câu hỏi là làm sao mà một người có thể quản lý một cái thời gian tốt đến như vậy và có thể lấy được những cái đó cùng một lúc. Thì Huyền rất là ngưỡng mộ cô này, và cô này cho Huyền những cái động lực để mà làm một cái người vừa có cái hobby, vừa biết chăm sóc cho bản thân của mình, đồng thời là thực hiện những cái công việc khác nhau. Thì đây là một người em ngưỡng mộ về tài năng. Dạ. Về kinh doanh thì Huyền lại cảm thấy là về cái mô hình của Taylor Swift với Eras Tour thì rất rất là hay. Và đợt vừa rồi thì Huyền có đi xem. Thì Huyền nghĩ là đây là một cái hình tượng để mà mình có thể hướng tới cái việc dùng chính cái khả năng của mình để mà có thể tạo ra được những cái giá trị khác trong cuộc sống, là một cái mô hình mình có thể học hỏi, một cái hình tượng mà Huyền cũng rất là ngưỡng mộ. Nhưng mà một hình tượng lớn nhất trong cuộc đời của Huyền thì là bà ngoại. Vì trong tất cả những năm mà em được sống với ngoại, hay là qua lời kể của mọi người và những cái gì em chứng kiến, thì em chưa bao giờ thấy ngoại em to tiếng hay là cãi nhau với ai cả. Buổi sáng nay trước khi mà đi tới chùa Hoàng Pháp thì bà ngoại 91 tuổi có FaceTime cho em, hỏi là hôm nay ngoại ngủ được không, ăn được không. Thì ngoại nói là ngoại ăn ít lắm, mà ngoại ngủ có 2 tiếng à. Vậy hỏi thời gian còn lại ngoại làm gì, kêu một ngày ngoại niệm Phật ít nhất là 2 tiếng. Vậy hỏi ngoại niệm lâu chưa, thì ngoại đang niệm được là 15 năm. Kiên trì mỗi ngày 2 tiếng trong vòng 15 năm, tại vì khi mà ông ngoại mất thì ngoại quá buồn. Và bây giờ hỏi ngoại một cái câu là ngoại muốn điều gì nhất trong cuộc sống, thì ngoại em nói là ngoại chỉ muốn đi thôi.
Thì khi mới nghe cái câu này thì lúc đầu em cảm thấy là rất là buồn. Nhưng mà lúc sau thì em hiểu là có lẽ là ngoại có những cái sự lựa chọn bình an cho mình. Bản thân mình là con cháu thì mình sẽ luôn muốn ngoại là sống lâu nhất. Nhưng mà nếu như một ngày nào đó cái điều gì đó nó đến thì chắc là mình vẫn sẽ nhìn thấy ngoại ở đâu đó, hoặc là sẽ có cơ hội để nhân duyên gặp lại nhau. Và em học hỏi được rất là nhiều cái tính kiên trì và nhẫn nại từ bà ngoại. Vì bà ngoại hồi xưa thì cũng là mất cha mẹ từ rất là sớm, là ngoại là trẻ mồ côi. Và ngoại thì cũng có một cuộc đời rất là bình thường, không phải là như những cái ngôi sao huyền kể. Nhưng mà một cái cuộc đời như vậy mà trải qua trầm luân khổ cực mà vẫn cảm thấy được bình an thì đó là một cái điều lớn nhất mà Huyền muốn học hỏi. Thôi để thay đổi không khí chương trình thì bây giờ nó có một cái vấn đề chút xíu, đó là thường á, những người là MC thì sẽ là những người có giọng nói hay, ngoại hình cũng ổn. Nhưng mà ở đây chúng ta sẽ không bàn về vấn đề ngoại hình, mà chúng ta sẽ nói những về là The Voice, cái giọng nói. MC là người dẫn chương trình, người điều khiển một cái cuộc chương trình nào đó. Vậy thì Thanh Huyền á, có thể đóng trong vai trò là người đọc sách nói được không? Nói sách nói á. Vậy thì bây giờ nếu Thanh Huyền vừa gật đầu xong, vậy thì ở đây Thanh Huyền có mang sẵn tới cuốn Không Việc Không Xin Đừng Sợ Hãi. Vậy xin mời Thanh Huyền có thể đọc một đoạn trong cuốn sách này được hay không? Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Thực ra là Huyền cũng có những cái dự định như là không biết là mình có nên làm podcast hay không, hay là mình không biết làm sao để mình xin được bản quyền những cái cuốn sách để mà Huyền có thể đọc sách cho mọi người nghe. Bởi vì bây giờ mình bận rộn quá thì đôi khi không có đủ thời gian để mà đọc sách, thì mình cũng chuyển sang là nghe podcast và lại sách nói. Xin cảm ơn thầy. Thì bây giờ có thể là Huyền sẽ đọc một đoạn mà Huyền cảm thấy thích ở trong cuốn sách này. Các bạn cho ông chào tay thật lớn lên để ủng hộ tinh thần của Thanh Huyền nha. Huyền sẽ đọc cái lời ở trang cuối cùng của cuốn sách này, vì Huyền nghĩ là đây là những cái lời đúc kết. Dạ, nhưng mà nếu có thời gian thì hy vọng là mọi người cũng sẽ tìm đọc cuốn sách này. Không diệt, không sinh, đừng sợ hãi. Nhiều người trong chúng ta tin rằng cuộc đời của ta bắt đầu từ lúc chào đời và chấm dứt khi ta chết. Chúng ta tin rằng chúng ta tới từ cái không, nên khi chết, chúng ta cũng không còn lại gì hết, và chúng ta lo lắng vì sẽ trở thành hư vô. Bụt có cái hiểu rất khác về cuộc đời. Ngài hiểu rằng sống và chết chỉ là những ý niệm không có thực, coi đó là những sự thực, chính là nguyên do gây cho chúng ta khổ não. Bụt dạy, không có sinh, không có diệt, không tới, cũng không đi, không giống nhau, cũng không khác nhau, không có cái ngã thường hằng, cũng không có hư vô. Chúng ta thì coi là có hết mọi thứ. Khi chúng ta hiểu rằng mình không bị hủy diệt, thì chúng ta không còn lo sợ. Đó là sự giải thoát. Chúng ta có thể an hưởng và thưởng thức đời sống một cách mới mẻ. Thích Nhất Hạnh. Dạ, lúc nãy thì em có nghe chị chia sẻ là có nghĩa là trong mối quan hệ bạn bè của mình đi, thì em có một người bạn nói chung là tụi em chơi chung với nhau rất là lâu rồi, nhưng mà càng về sau này á, thế là em cảm thấy là tần số tụi em không còn giống nhau nữa. Nhưng mà em không biết là chị có cái tip nào để chia sẻ cho em để em có thể là gọi là có thể tiếp tục được cùng với bạn nữa không á chị? Tại vì em
em quý cái tình bạn này. Chị nghĩ chắc là em với bạn này thân với nhau lắm đúng không? Khi mà nói tới là mắt bạn rưng rưng nè. Mọi người ơi, mọi người vỗ tay động viên cho bạn đi à. Yeah. Mọi người thấy cái tình cảm này nó có đáng, nó trân quý không? Dễ thương cực kỳ luôn. Huyền cũng gặp một cái tình cảnh tương tự luôn á. Nhưng mà cho Huyền hỏi là em với bạn á, là đã cắt đứt hết mọi cái phương thức liên lạc với nhau hay chưa? Vậy thì đó là vẫn còn là một may mắn. Bởi vì Huyền có một cái chị bạn rất là thân, thân với Huyền từ năm 19 tuổi đến năm Huyền 22 tuổi. Thì bỗng một ngày á, là chị này tự nhiên tóc đang dài cắt thành tóc ngắn. Xong rồi nghỉ chơi hết với tất cả mọi người luôn, chứ không phải là trong đó có mình Huyền nha. Tức là cái cuộc sống hiện tại của chị thì chị cắt đứt liên lạc với cuộc sống đó, giống như là chị muốn có một cái cuộc sống mới. Và Huyền và rất là nhiều người cũng mong muốn thử liên lạc với chị để xem thử là chị đã trải qua một cái biến cố như thế nào, có thể là tháo gỡ được hay không. Nhưng mà lúc đó không có cách nào để mà liên lạc được. Thì sau này thì Huyền có tình cờ xem được một cái Facebook mới của chị và thấy là bây giờ thì chị cũng đã có một cái tổ ấm riêng cho mình, nên là Huyền cũng rất là vui mừng. Thì mỗi cái người mà rời đến và đi trong cuộc đời của mình đó, thì lúc đó là đôi khi họ thích những cái điều khác thì sao? Cho nên nếu như mà bây giờ em và bạn của em mà mình vẫn còn có cái phương thức liên lạc được với nhau á, thì mình hãy cư xử với nhau như hai người đàn ông. Là sao? Nói thẳng, mọi người phải chia sẻ thẳng. Tức là mình còn muốn chơi với người này mà, mình còn muốn làm bạn của họ, thì mình hỏi thử là bạn có cái khó nào không? Hay là mình thử mình thấu hiểu cho nhau đi. Mình thấu hiểu, mình kể với nhau. Đó, mình cứ cố gắng mình mở lòng với nhau. Đến khi mà mở lòng ra hết tất cả mọi thứ thì lúc đó mình tìm kiếm những cái giải pháp. Vì Huyền nghĩ là đâu có ai hoàn hảo, đâu có những cái người bạn mình chơi với họ rất là vui nhưng mà họ vẫn có những cái điểm lấn cấn, đúng không cả nhà? Đúng không? Đâu có ai là người hoàn hảo đâu. Đôi khi có những người chơi vui lắm mà đôi khi họ là những bông hoa cẩm chướng. Trời ơi, tự nhiên đang chơi vui vậy đó, tự nhiên đến một ngày cái tự đòi me time. Cái tự nhiên hôm đó cái ở nhà thích đốt nến thơm, ở nhà ngủ mình không đi chơi với bạn. Hay là tự nhiên có đôi khi họ sẽ có, họ thích những cái điều khác. Thì mình cứ mở lòng hết cho nhau. Chị hy vọng là mình có thể chia sẻ được. Chị biết là cái lúc mà mình DM bạn đó, mình liên lạc lại rất là khó khăn đúng không? Là mình phải đặt cái tôi của mình xuống mà. Mình phải đặt cái tôi của mình xuống, nhiều khi mình phải liên lạc trước. Nhưng mà nếu mà mình đánh giá thực sự đây là một cái tình bạn đáng quý, thì đó là cái việc mà mình có thể làm. Hy vọng là hai bạn có thể kết nối được với nhau. Yeah. Và chương trình hôm nay tới đây cũng tạm kết thúc. Xin cảm ơn bạn Thanh Thanh Huyền đã nhận lời mời từ ban tổ chức về Chùa Hoằng Pháp để tham dự trong ngày tu hôm nay của các bạn sinh viên. Lời cuối cùng xin chúc trên bạn Thanh Thanh Huyền, gia đình cũng như các cộng sự của mình luôn nhiều sức khỏe và đạt được nhiều thành công, tạo ra thật nhiều sản phẩm cũng như mang lại bình an cho chính mình và mang lại bình an cho nhiều người khác. Dạ. Xin cảm ơn quý thầy, xin cảm ơn tất cả các Phật tử, xin cảm ơn tất cả các bạn. Huyền biết ơn mọi người rất nhiều vì đã tham dự và đã lắng nghe những gì Huyền chia sẻ. Hy vọng là có thể truyền một chút cảm hứng tới mọi người để chúng ta cùng với nhau có một cái cuộc sống vui vẻ, tích cực và thành công hơn. Hẹn gặp lại mọi người nha.